Chào mọi người. Ad thu một giây rồi lên luôn ha. Bây giờ là đang chiều á, đoạn 5 giờ chiều mới dịch xong. Mới dịch xong trên mình ít tiền. Hồi sáng thì phú đại gia, hồi trưa thì chiến thật đã rẻ. Mà chán ghê á, hồi trưa nay nhức cái đầu lướt lại mấy cái chuyện. 4-5 ngàn người xem mà like đâu, bấm cái nút like mà có trăm mấy 200. Mọi người trước khi nghe quánh nút like cái cho tôi đi. Trả công sức cho ad, người ta dịch chuyện, người ta lên chuyện, đọc khàn hết cả tiếng. Tiên đế Trọng Sinh, tập 173. Vương Phú Quý. Đúng lúc này Lưu Sở Điềm thẹn quá hóa giận, kiềm chế lửa giận trong lòng, hét to tên Vương Phú Quý. Còn mẹ nó, tôi là thiếu gia, tôi là anh em tốt của anh, thế mà anh lại lừa tôi hả? Vương Quý bị dọa đến cơ thể run rẩy, lập tức hiểu được mọi chuyện, sắc mặt thay đổi trắng bệch. Thình thịch. Sau một giây, Vương Phú Quý quay người, hai cánh tay ôm lấy lỗ tai của mình, cơ thể không tự chủ được mà quỳ hai gối xuống, nhanh chóng nhận sai. Vợ, anh sai rồi, đừng đánh anh. Sợ rồi. Vương Phú Quý sợ ngay lập tức, động tác thành thạo từng ly từng tí như thế, khiến người khác đau lòng rồi đó nha. Anh, đứng lên cho tôi. Lưu Sở Điềm lạnh lùng nói. Lý Nguyệt nói, ở bên ngoài phải giữ lại mặt mũi cho anh, em cảm thấy cũng đúng, có chuyện gì về nhà rồi nói. Được rồi, cảm ơn vợ đã khoan dung độ lượng. Vương Phú Quý loạn choạng đứng dậy, hấp tấp đứng sau lưng Lưu Sở Điềm. Ngay từ đầu Vương Phú Quý không phải người tu chân, thậm chí không phải người luyện võ, nên bị Lưu Sở Điềm đánh đến sợ tè ra quần. Có điều bây giờ anh ta đã là người tu chân, sớm đã có thể đánh lại Lưu Sở Điềm. Vương Phú Quý sở dĩ muốn trở nên mạnh hơn chính là vì muốn thu phục được cô nàng bạo lực Lưu Sở Điềm này. Nhưng sau khi bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, khi đối mặt với Lưu Sở Điềm, anh ta lại không nỡ ra tay. Vì thế địa vị của gia đình cũng không có gì thay đổi. Lúc này Vương Phú Quý vừa nắn xót bóp vai cho Lưu Sở Điềm, vừa nịnh nọt cười nói, vợ à, sao em đột nhiên tới đây? Còn không phải nghe anh nói tiến vào vòng 10 người mạnh nhất hay sao chứ? Em muốn đến nhìn anh thi đấu. Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Lưu Sở Điềm không khỏi lộ ra vẻ tự hào. Người đàn ông mình nhìn trúng lại thành danh ở đại hội võ thuật trăm tông phái, chứng minh mình không chọn nhầm người. Có điều ngược lại, Lưu Sở Điềm trừng mắt liếc nhìn Vương Phú Quý, sau đó nói, Vương Phú Quý, anh cũng tệ quá đi. Em đến để xem anh đánh nhau, nhưng em chưa kịp đến thì anh đã bị đánh bại rồi. Vợ, lúc này anh giải thích rồi mà, là do anh mắc tiểu đó nên không phát huy tố chất bản thân. Không phải vậy thì chưa biết ai thắng ai thua đâu đó nha. Vương Phú Quý khoác lác, dừng lại. Lưu Sở Điềm biểu môi, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, khách khí chào hỏi. Tô thiếu gia, Tô Thương gật đầu, Tô đại thiếu gia. Lưu Sở Điềm vẫn nhìn Tô Thương như vậy, giống như có chuyện muốn nói, xong rồi lại thôi. Sao vậy, Lưu Sở Điềm, có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Với quan hệ giữa tôi và Vương Phú Quý, có thể giúp được thì tôi sẽ giúp. Tô Thương nhìn thấy Lưu Sở Điềm khó xử, liền trực tiếp hỏi. Ánh mắt Tô thiếu gia quả nhìn sáng rõ hơn người. Lưu Sở Điềm đầu tiên là lấy lòng Tô Thương, sau đó nói, là như thế này, cha tôi tìm anh có việc muốn nhờ vả. Chuyện gì thế? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Tôi cũng không biết. Lưu Sở Điềm lắc đầu nói ra, cha tôi không nói cho tôi biết, ông ấy chỉ nói là anh đến đó thì ông ấy sẽ nói cho anh biết. Cha tôi sợ anh không muốn đi gặp ông ấy nên cố ý để tôi đến nói với anh vài lời trước. Lưu Sở Điềm nói thêm. Lời gì? Ông ấy nói bảo vật tháp lưu ly 9 tầng của nhà Tô vẫn chưa hoàn chỉnh, ông ấy biết tầng thứ 5 của tháp lưu ly ở đâu. Lưu Sở Điềm nói như vậy, ngay sau đó lại mở miệng nói ra, tôi là thiếu gia, mặc kệ anh có đồng ý hay không, ông ấy cũng sẽ nói vị trí của tầng thứ 5 tháp lưu ly cho anh biết. Lưu Sở Điềm thận trọng nói, sợ đắc tội với Tô Thương. Tô Thương nghe được những lời này liền nhíu mày. Người của nhà họ Lưu lại biết được tháp lưu ly vẫn chưa hoàn chỉnh, chuyện này không phải chứ? Ngoài 3 tầng tháp hư râu không ra, 6 tầng phía trên đều là thêm vào, dùng những tài liệu rất bình thường. Cha của Lưu Sở Điềm nói đều là sự thật, nhưng mà chuyện này chắc là rất bí mật, người nhà họ Lưu sao lại biết được chứ? Xem ra có lẽ phải đi gặp cha của Lưu Sở Điềm một chút rồi. Người đến đây, Tô Thương liền khẽ cười nói ra, cha cô ở đâu thế? Ngay ở thành phố, tôi có thể anh dẫn anh đi. Lưu Sở Điềm khách khí nói, được. Tô Thương gật đầu xem như đã đồng ý. Vợ, anh cũng đi cùng nhé. Lúc này Vương Phú Quý bên cạnh mở miệng nói, anh đi làm gì, ngoan ngoãn ở lại đây đi, sắp tới anh tốt nhất đừng rời khỏi võ đan, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó.
Lưu Sở Điềm nói tiếp, anh là người tu chân, người nhớ thương khá nhiều đó nha. Hơn nữa lúc anh tranh tài liên tục thối kèm, anh biết có bao nhiêu thiên tài hận anh nhiều như thế nào không hả? Huống hồ cha em nói chuyện bí mật với Tô Đại Thiếu Gia, đến em cũng không được nghe, anh đến cũng không có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng Lưu Sở Điềm nói, anh ở đây chờ em đưa Tô Đại Thiếu Gia đến đó rồi về trở về với anh ngay. Ừ, vậy cũng được. Vừa Phú Quý nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Ừ, cứ như vậy Tô Thương cùng Lưu Sở Điềm rời khỏi núi Võ Đang, còn có Ali đi theo phụ trách bảo vệ cho Tô Thương để phòng ngừa chuyện không may xảy ra. Anh Phú Quý, cô ấy là vợ anh hả? Xinh đẹp lắm đó nha. Có điều chuyện vừa nãy là thế nào chứ? Anh nhận mình sợ quá nhanh rồi đó nha. Đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, Trư Mộ Cổ khinh bỉ nói, có cái gì mà nhận sợ chứ? Anh Trư Mộ Cổ, anh không hiểu thì đừng anh nói lung tung đó nha. Tôi thế này rõ ràng là đang tránh hiểm khẩn cấp, mưu trí biết bao nhiêu cơ chứ. Vương Phú Quý nghiêm túc nói ra, anh được đó nha. Trương Mộ Cổ vỗ vỗ vai Vương Phú Quý, sau đó nói, đi thôi, dù sao cũng thi thông rồi xong rồi, tôi mời anh uống rượu. Thôi đi, ai muốn cùng tên lưu manh nhà anh uống rượu chứ, không nghe vợ tôi nói sao, lát nữa cô ấy phải quay lại đây giúp tôi rồi, tôi phải đi tắm, phun xịt nước hoa, chuẩn bị hưởng thụ thế giới hai người đây. Nói xong, Vương Phú Quý dứt tay Trương Mộ Cổ xuống, một mình bỏ đi. Còn mẹ nó, ai là lưu manh chứ, tôi... Trương Mộ Cổ đang định phản bác lại, nhưng rất nhanh, liền ý thức được chuyện này rất nghiêm túc. Tôi thực sự giống lưu manh hả? Còn mẹ nó, thời đại này, không có bạn gái, còn không có bạn gái, thì sẽ bị chê cười hay sao chứ? Tôi không phục đó nha. Sau khi chửi một trận, Trương Mộ Cổ thở phì phò, sau đó cũng rời khỏi hiện trường. Đang định đi dạo xung quanh một vòng, nhìn xem có thể nhặt được một cô bạn gái nào hay không. Còn về trận đấu giữa Phật Tử Vô Cơ và Tây Môn Long Ngâm vẫn đang diễn ra. Hai người trước tiên thăm dò lẫn nhau, đều che giấu thực lực, gần như là đang đánh đố sự kiên nhẫn. Ai không kìm nén được trước thì người đó sẽ mất đi cơ hội. Đáng nhắc đến chính là Tây Môn Long Ngâm đã sử dụng hết thức thứ 8 của Hỗn Nguyên Thần Công rồi, trong khi ra tay chân khí hào hùng, quá thực mạnh mẽ hơn so với em trai Tây Môn Hộ Tiếu Quan Ta rất nhiều. Một bên khác, Tô Thương cùng Ali dưới sự dẫn đường của Lưu Sở Điềm rất nhanh đã đi đến một quán rượu trong thành phố. Nhà họ Lưu đã lăn lộn nhiều năm trong thành phố, tích lũy được rất nhiều tài sản tại đây. Quán rượu này chính là sản nghiệp nhà họ Lưu. Tại phòng khách quý của quán rượu, Tô Thương gặp được cha của Lưu Sở Điềm, Lưu Cự Lộc. Tô Thiếu Gia ngưỡng mộ đã lâu. Sau khi nhìn thấy Tô Thương, Lưu Cự Lộc vội vàng đứng dậy, chắp hai tay lại khách sáo chào hỏi Tô Thương. Tại hạ Lưu Cự Lộc là cha của Lưu Sở Điềm, mời cậu nhanh vào đây ngồi xuống, tôi kêu người mang thức ăn đến. Ăn cơm thì không cần đâu. Tô Thương khoát khoát tay, ánh mắt nhìn vào Lưu Cự Lộc, thản nhiên nói, ông để Lưu Sở Điềm chuyển những lời kia cho tôi, là ai nói cho ông biết chứ? Hà, Tô Thiếu Gia quả nhìn thẳng thắn đó nha. Lưu Cự Lộc lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía Lưu Sở Điềm, mở miệng nói ra, Sở Điềm, con đi ra ngoài trước đi, không cho phép bất kỳ ai đến gần phòng này nửa bước. Vâng. Lưu Sở Điềm gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng khách, đồng thời sắp xếp người canh giữ ở bên ngoài. Còn về cô thì rời khỏi quán rượu, đi đến võ đan cổ trấn tìm Vương Phú Quý. Ông chủ Lưu, bây giờ có thể nói rồi chứ? Lúc này Tô Thương hỏi lần nữa, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Giờ phút này trong phòng khách tại quán rượu chỉ có ba người Tô Thương, Ali và Lưu Cự Lộc. Lưu Cự Lộc nhìn Ali một chút, mặc dù ông ta mới đến võ đan, nhưng cũng biết Ali là người hộ vệ của Tô Thương, hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Vì thế, ông ta không nhắc đến chuyện Ali phải tránh mặt, mà nhìn thẳng Tô Thương rồi nói ra. Tô Thiếu Gia, nhà họ Lưu chúng tôi ở thành phố thật sự có lai lịch lớn, cũng không phải là một môn phái nhỏ. Lúc này Lưu Cự Lộc nói ra, mấy chục năm trước, nhà họ Lưu chúng tôi chiếm giữ Ba Sơn, trụ cột thâm hậu, hoàn toàn có thể so sánh với Nga Mi Võ Đan. Chỉ có điều về sau lại bị sa sút, có người cưỡng ép xâm nhập Ba Sơn, thủ đoạn tàn nhẫn, cao thủ nhà Lưu chúng tôi bị thương gần như không còn một ai. Lưu Cự Lộc thở dài một hơi, sau đó nói tiếp, cuối cùng dưới sự che chở của lão tổ tông, nhà Lưu mới bảo vệ được người thừa kế, nhưng cũng mất đi Ba Sơn. Nhà Lưu rời khỏi Ba Sơn dần dần xuống dốc, từng cao thủ của gia tộc chết đi, nhà Lưu càng lúc càng sa sút. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Cự Lộc lại thở dài một hơi nữa. Ồ, Tô Thương nghe Vương Phú Quý nói qua một chút về chuyện nhà họ Lưu, lúc này có chút nghi ngờ. Nếu Ba Sơn nhà ông mạnh như thế, chắc hẳn người chiếm đi Ba Sơn ít nhất cũng là võ thần lục địa chứ nhỉ? Hơn nữa còn là người nổi bật trong số võ thần lục địa. Như vậy,
vì sao các người lại nịnh nọt Trương Trường Sinh, thậm chí không tiếc để Lưu Sở Điềm gả cho Trương Trường Sinh chứ? Tôi thường nhíu mày, lấy thực lực của Trương Trường Sinh hoàn toàn không có tư cách thay nhà Lưu các ông tham gia thách thức chiến đấu với cái gọi là ngọn núi nổi tiếng đó chứ. Tôi tiểu gia, Trương Trường Sinh quả thực không có tư cách, nhưng sư phụ ông ta lại có. Lưu Cự Lộc giải thích, có lẽ cậu không biết Trương Trường Sinh cũng không phải là một mình cô độc. Ông ta còn có một sư phụ đến từ thập đại cổ tộc, là ông chủ gia tộc Đông Phương, Đông Phương Diệu. Bề ngoài Đông Phương Diệu là sư phụ của Trương Trường Sinh, nhưng theo tôi được biết thì bọn họ là cha con của nhau. Lưu Cự Lộc nói tiếp, trước kia Đông Phương Diệu ngào du thiên hạ, quen được một cô gái bình thường, tình cảm của hai người họ cực kỳ sâu đậm. Đông Phương Diệu liền định đem cô ta về cổ tộc. Đáng tiếc gia tộc nhà Đông Phương lại một trong thập đại gia cổ tộc. Đông Phương Diệu lại là tộc trưởng tương lai, tất nhiên hôn nhân không phải là trò đùa. Người trong gia tộc Đông Phương coi thường cô gái đó, liền đuổi cô ta đi. Đối diện với sự phản kháng của người nhà, Đông Phương Diệu liều mạng phản kháng, vì tình yêu mà nguyện bỏ lại tất cả, thậm chí là thân phận tộc trưởng cũng không cần. Đáng tiếc cũng không làm được gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia bịa đi đi. Hơn nữa gia tộc Đông Phương còn giữ cô ca gái kia lại, ép Đông Phương Diệu cưới tiểu thư nhà Nam Cung, nếu không đồng ý thì sẽ giết cô gái kia. Lưu Cự Lộc nói tiếp, hết cách, hai người đó chỉ có thể tách nhau ra, chờ Đông Phương Diệu chính thức lên nắm quyền, liền vụng trộm đi tìm cô gái kia. Đáng tiếc cô gái kia đã chết, để lại một đứa trẻ mười mấy tuổi. Đứa nhỏ đó chính là Trương Trường Sinh, hình dáng giống hệt với Đông Phương Diệu. Đông Phương Diệu lập tức hiểu ra, Trương Trường Sinh là đứa trẻ người mình yêu đã sinh ra cho mình. Ông ta vốn định đưa Trương Trường Sinh về gia tộc Đông Phương của mình, lại sợ vợ cả tức giận. Dù sao thì gia tộc Nam Cung cũng thuộc thập đại cổ tộc. Vì thế Đông Phương Diệu mới âm thầm truyền thụ võ công cho Trương Trường Sinh, thậm chí đưa cho Trương Trường Sinh một chí bảo, đó là kiếm thương khung. Lưu Cự Lộc nói rõ lai lịch của Trương Trường Sinh ra. Thì ra là như thế. Tôi thương gật đầu, khẽ cười nói ra, chẳng trách Trương Trường Sinh có được kiếm thương khung, vốn là của thập đại cổ tộc. Lúc này Lưu Cự Lộc cười khổ nói, cha đẻ của Trương Trường Sinh là Đông Phương Diệu, tôi vốn phải đem Lưu Sở Điềm gả cho ông ta. Như thế mới có thể lấy được thiện cảm của Đông Phương Diệu, từ đó mời ông ta ra mặt, giúp nhà họ Lưu chúng tôi lấy lại Ba Sơn. Sở Điềm là con gái tôi yêu thương nhất, nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, ai lại có thể nguyện ý đem con cái ruột thịt của mình ra đánh cược chứ? Ông chữ Lưu, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ông thực sự là muốn vùng lên lần nữa đó sao? Tôi thương lạnh lùng nói ra, chính mình không có bản lĩnh lấy lại Ba Sơn, lại lợi dụng hạnh phúc của con gái để lấy lòng người khác. Ông cũng xứng làm cha sao? Tôi thiếu gia, dạy đúng lắm, tôi đã nhận thức rõ được sai lầm của mình rồi. Lưu Cự Lộc sám hối nói ra, thật sao? Ông không trách tôi phá hủy chuyện tốt của ông sao? Tôi thương nhíu mày nói ra, nếu tôi không đến thành phố, không giết Trương Trường Sinh, những chuyện ông tính toán có lẽ sẽ được thành công đó. Ông không hận tôi hay sao? Không, 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 không. Lưu Cự Lộc vội vàng xua tay, tỏ thái độ, tôi thiếu gia cứu được Lưu Sở Điềm, tôi cực kỳ cảm ơn. Thật ra cái chủ ý này vừa được đưa ra, tôi liền hối hận. Đáng tiếc Trương Trường Sinh lại cho là thật, không phải cưới Sở Điềm thì không được. Tôi không có cách nào ngăn cản. Tôi thiếu gia, nói đến chuyện này, tôi muốn nhắc nhở cậu một chút, nhất định phải cẩn thận Đông Phương Diệu. Lưu Cự Lộc nghiêm túc nói, Đông Phương Diệu cực kỳ cưng chiều Trương Trường Sinh, làm tất cả những gì người yêu trước đây đã bị thiệt thòi để bù đắp lại cho Trương Trường Sinh. Cậu giết Trương Trường Sinh, tin tức này có thể điều tra được, chắc chắn đã sớm truyền đến tai Đông Phương Diệu, ông ta chắc chắn sẽ tìm cậu báo thù. Muốn báo thù cứ để ông ta đến báo thù thôi. Tôi thường nghe nói như thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, ông vẫn chưa trả lời tôi, sao ông biết tháp lưu ly chính tầng không hoàn chỉnh chứ? Là thế này, tôi thiếu gia, nhà họ Lưu chúng tôi đến từ Ba Sơn, mà của cải ở Ba Sơn cực kỳ phong phú. Lưu Cự Lộc không hề thừa nước đục thả câu mà nói tiếp, tiền bối Tô Vô Kỵ nhà cậu từng cùng với một đại nhân vật thủ đoạn thông thiên đến Ba Sơn, nhờ chúng tôi hỗ trợ sưu tập một số tài liệu, lão tổ tông nhà tôi hỏi thăm thì biết được những tài liệu đó là dùng để sửa tháp lưu ly chiến tầng. Hơn nữa vị đại nhân vật thông thiên kia cũng nói qua một chút chuyện, vốn dĩ tháp lưu ly chiến tầng kia còn có một cái tên khác gọi là tháp hư không. Lúc đại nhân vật thông thiên đến trái đất, tháp hư không đã bị na chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có 3 tầng là hoàn chỉnh, 6 tầng khác thì rơi rải rác khắp nơi. Lưu Cự Lộc vừa nói tiếp, vị đại nhân vật thông thiên kia còn nói thẳng,
Nói Ba Sơn còn có một tầng thân tháp là tầng thứ 5 của thân tháp, bây giờ vẫn đang ở nơi sâu thẳm của Ba Sơn. Tôi từng nhíu mày, nếu ông đã biết vị trí của thân tháp tầng thứ 5, vì sao không đi lấy? Ông ấy nói vẫn chưa tới lúc, thời cơ chưa đến thì ai cũng không thể lấy được. Lưu Cự Lộc nói như vậy, lúc đó tôi còn chưa sinh ra, những chuyện này là lão tổ tông nói cho tôi biết, không hề giả đâu. Vì đại nhân vật thông thiên kia, tính cách cũng tính là được, nói chuyện với lão tổ tông tôi rất nhiều. Lưu Cự Lộc nói thêm, lão tổ tông nhà ông có biết tên của người đó hay không? Tôi thường đột nhiên hỏi, sau khi nghe được những điều Lưu Cự Lộc nói ra, kết hợp với những tin tức trước đó, tôi thường đối với thân phận vị đại nhân vật thông thiên kia mơ hồ có chút suy đoán, nhưng chính vẫn là chưa xác định rõ ràng. Tất nhiên là biết rồi. Lưu Cự Lộc gật đầu trả lời, nói cho tôi biết người đó tên là gì. Tôi thường vội vàng hỏi ra, tên của vị đại nhân vật kia thì không nói, chỉ nói biệt danh của người đó thôi. Người đó xưng là Tiên Đế, đến từ ngoại vực gọi là Huyền Thiên Tiên Đế. Lưu Cự Lộc không giấu giếm mà nói ra, Huyền Thiên Tiên Đế. Sau khi có được câu trả lời, tôi thường nhất thời run lên trong lòng, trong đầu có nhiều chuyện đều đã rõ ràng hơn. Tôi thường đã nghe được tin tức về nhân vật thông thiên này không chỉ một lần, thậm chí trước kia nhân vật thông thiên này còn khiến ông cố Tô Vô Kỵ từ bỏ Thác Hư Không, vừa chống lại điểm xấu vừa kiêu chiến Lôi Kiếp Nguyên Anh. Nghe nói nhân vật thông thiên này vô cùng mạnh, có thể chống lại ba vị tiên đế ngoại vực, nhưng sao trái đất lại có thể có cường giả cấp bậc đó chứ? Tôi thường không thể hiểu nổi. Có điều bây giờ đã hiểu rồi, hóa ra nhân vật thông thiên này lại chính là Tô Thương. Hơn 100 năm trước anh đã đến trái đất, còn giúp đỡ trái đất chống lại tiên nhân ngoại vực. Ngoài ra Tỏa Linh Trận và Ngũ Hành Liên Hoàn Trận của núi Võ Đan chính là do anh lập ra khi đó. Chỉ là nếu năm đó anh đã đến trái đất thì tại sao lại sống lại lần nữa, hơn nữa còn không có ký ức về khoảng thời gian đó? Tôi thì hiểu rõ, ký ức trong đầu anh bây giờ mới là liền mạch. Mình bị nhốt ở Cửu U Địa Ngục gần 100.000 năm, dưới cơn nóng giận đã liền lựa chọn tự bạo, nổ tung cả Cửu U Địa Ngục. Sau đó tôi thường sống lại ở nhà tô trên trái đất, trong cơ thể một cậu ấm gia đình giàu có. Từ khi sống lại tới bây giờ, tôi thường vẫn cho rằng ban đầu mình sống lại ở nhà tô chỉ là một sự trùng hợp. Bây giờ nhìn lại mới thấy cũng không phải là trùng hợp, mà phải tốn rất nhiều công sức sắp xếp từ trước. Còn về nguyên nhân thì tôi thường không rõ lắm, anh không nhớ rõ rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn Vương Dương Minh sẽ biết, ông ấy đã nói mấy ngày nữa sẽ đến tìm mình, nhất định mình phải hỏi cho rõ mới được. Sau khi quyết định xong, tôi thường liền không nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ chờ Vương Dương Minh tới rồi nói xong. Tô công tử, những lời tôi nói đều là sự thật, chứ không phải là đang lừa cậu. Lưu Cự Lộc nói tiếp, bây giờ tầng thứ 5 của tháp Lưu Ly 9 tầng đang ở ngay dưới núi Ba Sơn. Cậu là con cháu nhà Tô thì chắc cũng phải biết chuyện về tháp Lưu Ly 9 tầng. Tôi đoán chắc chắn cậu sẽ thấy hứng thú với tầng thứ 5 của tháp Hư Không, cho nên mới lấy nó ra làm lý do để con gái tôi mời cậu tới đây. Lưu Cự Lộc tiếp tục nói, năm đó người kia đã nói nếu chưa có cơ duyên thì không một ai được vào tầng thứ 5 cả. Bây giờ hơn 100 năm đã trôi qua, Tô công tử, tôi không biết chắc cậu có thể được đi lấy tháp Lưu Ly 9 tầng được hay không. Lưu Cự Lộc bổ sung, ông không cần quan tâm đến chuyện này, tôi sẽ đến núi Ba Sơn, nhất định phải lấy được tầng thứ 5. Tôi thường lại hỏi Lưu Cự Lộc, Lưu gia chủ, lúc trước Lưu Sở Điềm nói ông có chuyện muốn nhờ tôi, có phải là muốn tôi đi lấy lại núi Ba Sơn giúp ông hay không? Nếu Tô công tử đã phát hiện ra thì tôi cũng không còn giấu giếm nữa. Lưu Cự Lộc hơi xấu hổ nói ra, nhà họ Lưu chúng tôi là đời sau có hoàng thất, từ xưa tới nay núi Ba Sơn vẫn luôn thuộc về nhà Lưu. Nhưng bây giờ sản nghiệp mà tổ tông để lại đã bị người ngoài chiếm đoạt, gia chủ đời này như tôi lại là một tên vô dụng. Lưu Cự Lộc thở dài nói, không còn cách nào khác cả, Tô công tử, tôi không thể làm gì khác hơn là nhờ cậu giúp đỡ. Hy vọng cậu nể mặt Lưu Sở Điềm và con rể Vương Phú Quý của tôi mà giúp nhỏ Lưu một tay. Tôi nghe vậy thì bật cười lạnh nhạt nói, tôi có thể giúp, nhưng sau khi thành công, tất cả những thứ ẩn chứa linh khí trên núi Ba Sơn, ví dụ như đá năng lượng hay dược liệu, đều phải thuộc về tôi. Chuyện này... Lưu Cự Lộc nghe vậy thì do dự mấy giây, sau đó nghiến răng nói ra, cũng được, dù sao chúng tôi cũng không cần dùng đến mấy thứ đó. Bây giờ nhà Lưu chúng tôi chỉ là toàn võ giả cổ võ. Chỉ là hy vọng Tô công tử có thể để lại một ít đá năng lượng. Mấy đứa con trai của tôi toàn là kẻ vô dụng, sợ rằng sẽ phải giao gánh nặng tương lai của nhà Lưu cho con rể Vương Phú Quý rồi. Lưu Cự Lộc nói ra,
Nó là người tu chân, để lại một ít đá năng lượng có thể để nó nâng cao thực lực. Cái này cũng không cần phải nói, Vương Phú Quý là anh em tốt nhất và là người bạn duy nhất của tôi. Tôi sẽ không bạc đãi cậu ấy đâu. Tô Thương lạnh nhạt nói, như vậy thì tôi yên tâm rồi, đi thôi. Tô Thương đột nhiên mở miệng nói. Hả? Lưu Cửu Lộc ngây ngẩn, nghi ngờ hỏi, Tô công tử, đi đâu chứ? Núi Ba Sơn. Tô Thương nói, Lưu Cửu Lộc vô cùng khó hiểu. À, bây giờ đi núi Ba Sơn làm gì chứ? Dĩ nhiên là lấy lại núi Ba Sơn cho nhà Lưu rồi. Tô Thương khẽ cười, hả? Cái gì? Lưu Cửu Lộc cực kỳ kinh ngạc, sau đó cười khổ. Tô công tử, có khi cậu vẫn chưa biết. Núi Ba Sơn là một ngọn núi nổi tiếng chính thống được đăng ký giới luyện võ, có quy định là không một ai được công khai cướp mấy ngọn núi nổi tiếng chính thống đó, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ giới luyện võ. Lưu Cửu Lộc nói tiếp, muốn lấy lại núi Ba Sơn chỉ có thể thông qua cuộc thách đấu với các ngọn núi nổi tiếng. Nếu đánh bại chủ nhân bây giờ của núi Ba Sơn thì có thể chiếm lấy núi Ba Sơn một cách hợp lý. Tôi biết chuyện này, nhưng chỉ sợ cuộc thách đấu với mấy các ngọn núi nổi tiếng năm nay sẽ không được tổ chức như thường lệ đâu. Tôi thường nói ra, huống chi chúng ta không công khai mà chỉ lặng lẽ đi vào, ta thu phục cao thủ trên núi Ba Sơn là được thôi. Trên núi Võ Đăng, Lan Dị Y có đá tà linh, lại muốn thả tử khí trong đá tà linh ra. Mặc dù đá tà linh đã tổn thương, đã bị Tô Phương phong ấn, nhưng nó vẫn là một tai họa ngầm. Còn có lão độc vật Lâm Uyên nữa, không biết lão giờ này đang có âm mưu quỷ quế gì, không đề phòng không được. Ngoài ra, sau khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc, giới luyện võ sẽ phải thay đổi. Tề Môn Phong Vân lại đã lắm dạ tâm, ông ta sẽ thực sự để quán quân của đại hội võ thuật trăm tông phái làm minh chủ giới luyện võ được sao? Chắc chắn thập đại cổ tộc sẽ tới núi Võ Đăng, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn giới cổ võ phát triển theo chiều hướng tốt được sao? Nói tóm lại, đừng thấy bây giờ Võ Đăng gió êm sóng lặng, nhưng có khi đại hội võ thuật trăm tông phái kết thúc chính là một tín hiệu, ai cũng không chắc chắn đến lúc đó sẽ xảy ra biến cố gì. Cho nên Tô Thương định đến núi Ba Sơn ngay bây giờ để thu phục núi Ba Sơn, thuận tiện lấy thêm một ít đá năng lượng. Bởi vì anh có cảm giác mình sẽ rất khó để lên được trúc cơ, số đá năng lượng trong những chữ vật chưa chắc đã đủ dùng, phải dự trữ thêm mới yên tâm. Sau khi Lưu Cửu Lộc kinh ngạc một lát rồi mới gật đầu, được, Tô công tử cứ làm theo ý cậu đi. Bây giờ tôi sẽ về thủ đô thông báo cho lão tổ tông nhà tôi để ông ấy đi núi Ba Sơn cùng cậu. Mặc dù năm đó lão tổ tông nhà tôi bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục, nhưng vẫn có thực lực thần tông, thêm một người sẽ có thêm một phần thắng. Lưu Cửu Lộc nói ra, không cần đâu, chuẩn bị một chiếc trường thăng, ông đi với tôi là được. Tôi thương thúc giục, ngày mai tôi còn phải về tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái, không có nhiều trực thăng, ông đi chuẩn bị trực thăng luôn đi. Được. Lưu Cửu Lộc vội vàng gật đầu, cuối cùng quyết định giao tài sản tính mạng của mình cho Tô Thương, vội vã rời khỏi phòng. Chủ nhân, ngài thực sự muốn đi núi Ba Sơn bây giờ sao? Ali giờ hỏi. Núi Ba Sơn cách nơi này cũng không xa, ngồi máy bay mấy giờ là có thể đến. Bây giờ xuất phát thì tối nay sẽ có thể trở về, không ảnh hưởng tới trận đấu ngày mai. Tô Thương cười nói ra, tôi cũng muốn đi xem có phải ở dưới núi Ba Sơn có tầng thứ 5 của tháp hư không hay không. Chúng ta đi cùng nhau sẽ không có vấn đề gì. Ali nghe vậy cũng không nói gì thêm. Không lâu sau, Lưu Cửu Lộc đã xuất hiện lần nữa, dẫn Tô Thương và Ali ra khỏi phòng. Sau đó ba người liền ngồi trực thăng bay lên trời, đi về hướng núi Ba Sơn. Còn lúc đó, núi Võ Đăng, hiện trường đại hội võ thuật trăm tông phái, Phật tử Vô Cơ chiến đấu với Tây Môn Long Ngâm sắp kết thúc. Vô Cơ không ngờ cậu 3 năm không tu luyện Phật pháp, nhưng thực lực bây giờ vẫn cường đại như trước. Tây Môn Long Ngâm có chút chật vật, lau vết máu ở trên khóe miệng, nhẹ nhàng cười nói, nếu lại cho cậu 3 năm nữa, chỉ sợ tôi thực sự không phải là đối thủ của cậu. Không chỉ có tôi, ngay cả vương giả của Võ Đăng cũng không chịu nổi Phật pháp của cậu. Đáng tiếc, trên thế giới này không có chữ nếu, suy cho cùng thì cậu đã lãng phí quãng thời gian 3 năm. Tây Môn Long Ngâm cười lắc đầu, ngược lại hỏi, Phật tử, cậu có từng hối hận sống uổng khoảng thời gian 3 năm kia hay không? A Di Đà Phật. Vô Cơ cũng có chút chật vật, chắp tay trước ngực lấy ra, Long Ngâm thí chủ, vạn sự đều có nhân quả. Bần tăng vì tình vây khốn, đây là nhân, tu vi đình trệ 3 năm, đó là quả. Vô Cơ bình đạm nói, chính mình gieo nhân, phải tự mình gánh lấy hậu quả, có cái gì phải hối hận chứ? Tây Môn Long Ngâm nói ra, tuy nhiên, cậu vì thế mà bỏ lỡ đại hội võ thuật trăm tông phái đệ nhất nhất danh. Thật sự không chút tiếc nuối nào hay sao? Không. Vô Cơ lắc đầu,
lòng ngầm thí chủ, cậu cũng si mê yêu thích một người, hắn là hiểu rõ cảm giác này. Tình yêu khiến người mù quáng, khiến người điên cuồng trên con đường tình yêu, không có đúng, sai, lại càng không có cái gọi là hối hận, hết thảy đều là sự an bài tốt nhất của số phận. Vô cơ, cậu sai rồi. Tây Môn Long Ngâm nghe vậy khẽ cười nói, trong lòng tôi chỉ có thực lực và địa vị, bất kể trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, thứ tôi theo đuổi, một là sức mạnh không ai địch nổi, hai là quyền lợi chí cao vô thượng. Còn về Lan Diệu Y, say mê cô ta chẳng qua là tôi giả vờ mê hoặc thế nhân mà thôi. Tây Môn Long Ngâm nhỏ giọng nói, một người ấy mà không thể không có nhược điểm, không thể không có chỗ yếu. Lan Diệu Y chính là nhược điểm mà tôi giả vờ tạo ra ha. Mọi người đều cho rằng tôi đau khổ theo đuổi cô ta nhiều năm, sẵn sàng vì cô ta mà từ bỏ đi tất cả. Tây Môn Long Ngâm lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói, đáng tiếc, trong lòng tôi, cô ta ngay cả một con chó cũng không bằng. Nói xong, Tây Môn Long Ngâm nhìn Phật tử Vô Cơ, muốn nhìn biểu cảm của đối phương một chút.